Hôm nay là thứ bảy ngày mùng 3 tháng 2. Hôm nay trời đẹp. Ồ, Nhật Bản tốt cho. Hôm nay, 昨晩中国港で北千住の駅でね、何やかんやと多少酔っ払いながらね、のたまっていたんだけどね、僕はね。ちょっとその内容を別の語で今日言ってみようともね、かなり難しい。昨日の中国語で言ってたのはね、まあまあ自分で聞いてね、もっと言い方はあるんだろうけど、まあまあ伝わるかな、 80% ぐらい伝わるかな、中国語に言ってもよ。同じことを別の語で言ってみようとも今からね。はい、バッタウニャ、トイナイ、トイコア、チュン、tôi đến một quán rượu ở Kitasenju của Tokyo với tôi với một bạn của người Trung Quốc. Ngày xưa trước mấy năm chúng ta đã đến quán đồ cùng đi quán đồ quán rượu đồ, cho nên hôm qua cũng chúng tôi cùng đi quán rượu cho nhau đến đó rồi, chúng tôi cảm thấy địa điểm là chính xác, nhưng mà cảm giác không phải là giống nhau với ngày xưa quán rượu đó. Quái là đúng. Chán chỉ bố bố chỉ là đúng rồi, nhưng mà đồn dân nhắm biên và quán rượu và đồ menu thì khác nhau với quán rượu mà kiểu của chúng tôi. Đó là đã thay đổi quán rượu mới mà quán rượu kiểu Trung Quốc, không phải là quán ngon tít gà, không phải là bây giờ không phải là ngon của quán rượu luôn thịt gà, bây giờ là quán rượu kiểu Trung Quốc. Chúng tôi ok, ở đây quán rượu đi. Kết quả cứng được à? Tôi gọi là đã gọi rượu bắc và ăn thịt lamb xuyên thịt lamb.
ザ・クーホン。今、トイカニャンカムタイ、ライタイドイトゥグワンジュニャパンタイドイデングワンジュグワー中国ラホイピエクトイカニャンギザン、オッケー。